Hán Bộ quyển 20. Những gì là Bồ Tát vô trước hạnh? Chư Phật tử, Bồ Tát này dùng tâm vô trước, ở trong mỗi niệm sẽ nhập vô số thế giới, nghiêm tịnh vô số thế giới, với các thế giới tâm không chấp trước. Bồ Tát này qua đến chỗ của vô số Như Lai mà kính lễ cúng dường, dùng vô số hoa, tràng hoa, hương, hương bột, hương thoa, y phục, trân bửu, tràng khoan, lộng đẹp, đồ trang nghiêm đều vô số để cúng dường chư Như Lai. Cúng dường như vậy để rốt ráo pháp vô tác, để trụ pháp bất tư nghị. Ở trong mỗi niệm thấy vô số Phật, nơi chư Phật tâm không chấp trước, nơi các cõi Phật cũng không chấp trước, nơi tướng hạo của Phật cũng không chấp trước, thấy quang minh của Phật, nghe Phật thuyết pháp cũng không chấp trước, nơi thập phương thế giới và những chúng hội của Phật Bồ Tát cũng không chấp trước. Nghe Phật pháp xong, lòng quan hỷ, chí lực rộng lớn, có thể giúp thọ, có thể hành trì các hạnh Bồ Tát, nhưng với Phật pháp vẫn không chấp trước. Bồ Tát này trong bất khả thuyết kiếp thấy bất khả thuyết Phật xuất thế, nơi mỗi đức Phật tôn thờ cúng dường thảy đều trọn bất khả thuyết kiếp, tâm không nhạm đủ. Thấy Phật, nghe pháp và thấy Bồ Tát, chúng hội trang nghiêm đều không chấp trước. Thấy thế giới quế trượt cũng không ghét chán. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát này quán sát đúng với Phật pháp. Trong Phật pháp không cấu, không tịnh, không tối, không sáng, không khác, không động, không thiệt, không vọng, không an ổn, không hiểm nạn, không chánh đạo, không tà đạo. Bồ Tát thâm nhập pháp giới như vậy, giáo hóa chúng sanh, mà với chúng sanh chẳng sanh chấp trước, thọ trì các pháp mà nơi các pháp chẳng chấp trước, phát Bồ Đề tâm trụ nơi Phật trụ mà nơi Phật trụ chẳng sanh chấp trước, dầu có ngôn thuyết mà không chấp ngôn thuyết, vào chúng sanh đạo mà không chấp chúng sanh đạo, rõ biết tam muội, hay nhập hay trụ mà nơi tam muội tâm không chấp trước. Qua đến vô lượng Phật độ, hoặc vào hoặc thấy hoặc trụ mà nơi Phật độ tâm không chấp trước, lúc bỏ đi cũng không luyến tiếc. Vì Bồ Tát này có thể không chấp trước như vậy, nên tâm không chướng ngại đối với Phật pháp, rõ Phật Bồ Đề, chứng pháp tỳ ni, trụ Phật chánh giác, tu Bồ Tát hành, trụ Bồ Đề tâm, tư duy pháp giải thoát của Bồ Tát, nơi trụ xứ của Bồ Tát tâm không nhiễm trước, nơi việc làm của Bồ Tát cũng không chấp trước, thanh tịnh Bồ Tát đạo, thọ Bồ Tát ký. Được thọ ký rồi tự nghĩ rằng: kẻ phàm phu ngu si, không biết không thấy, không tin không hiểu, không thực hành sáng suốt, ngoan cố tham trước, lưu chuyển sinh tử, chẳng cầu thấy Phật, chẳng theo bậc minh đạo, chẳng tin đấng điều ngự, mê lầm vào nơi hiểm đạo, chẳng kính đức vua thập lực, chẳng biết ơn Bồ Tát, tham luyến trụ xứ, nghe pháp không, thời quá sợ, xa chánh pháp gần tà pháp, bỏ đường bằng vào đường hiểm, trái ý Phật theo ý mạt, nơi các cõi hữu lậu bền chấp chẳng bỏ. Bồ Tát này quán sát chúng sanh như vậy, thêm lớn tâm đại bi, sanh các căn lành mà không chấp trước. Lúc đó Bồ Tát này lại nghĩ rằng: tôi sẽ vì một chúng sanh nơi mỗi quốc độ trong thập phương thế giới, trải qua bất khả thuyết kiếp, giáo hóa thành thục. Như vì một chúng sanh, vì tất cả chúng sanh cũng như vậy, trọn chẳng gì đây mà nhàm lìa bỏ đi nơi khác. Lại lấy đầu sợi lông khắp lường pháp giới, nơi chỗ đầu một sợi lông trọn bất khả thuyết kiếp, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Như nơi đầu một sợi lông, nơi tất cả đầu sợi lông đều như vậy, chẳng chấp trước ngã, chẳng khởi tưởng ngã ngã sở, nên mỗi đầu sợi lông tu Bồ Tát hành, tận vị lai kiếp chẳng chấp trước nơi thân, nơi pháp, nơi niệm, nơi nguyện, nơi tam muội, nơi quán sát, nơi tịch địch, nơi cảnh giới, nơi sự giáo hóa điều phục chúng sanh, cũng chẳng chấp trước nơi sự nhập pháp giới. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát này nghĩ rằng: tôi phải quán sát tất cả pháp như quyển, chư Phật như bóng, Bồ Tát hành như giấc mơ, Phật thuyết pháp như gian, tất cả thế gian như quá vì do nghiệp báo chấp trì, thân sai biệt như quyển do hành lực khởi ra, tất cả chúng sanh như tâm vì các thứ tạp nhiễm, tất cả pháp như thiệt tế vì chẳng thể đổi khác. Bồ Tát này lại nghĩ rằng: tôi sẽ thực hành Bồ Tát hành trong thập phương tất cả quốc độ, niệm niệm rõ thấu tất cả Phật pháp, chánh niệm hiện tiền không chấp lấy. Bồ Tát quán thân vô ngã như vậy, thời thấy Phật vô ngại, vì giáo hóa chúng sanh mà diễn thuyết các pháp, làm cho họ đối với Phật pháp
phát sanh vô lượng quan hỷ và lòng tin thanh tịnh, cứu hộ tất cả chúng sanh, lòng không nhàm mỏi. Vì không nhàm mỏi nên trong tất cả thế giới, nếu có chúng sanh chưa thành tựu, chưa điều phục, thời liền đến đó dùng phương tiện quá độ. Trong những chúng sanh đó, các thứ tiếng, các thứ nghiệp, các thứ chấp, các thứ thiên di, các thứ hòa hợp, các thứ lưu chuyển, các thứ việc làm, các thứ cảnh giới, các thứ sanh, các thứ chết, Bồ Tát này do đại nguyện ở trong đó mà giáo hóa họ, chẳng để tâm họ có động, có thối, cũng chẳng có một niệm nhiễm trước. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát này đã được vô trước, vô y, tự lợi và lợi tha đều thanh tịnh đầy đủ. Đây gọi là Bồ Tát vô trước hạnh thứ bảy. Những gì là Bồ Tát năng đắc hạnh? Bồ Tát này thành tựu căn lành khó được, căn lành khó phục, căn lành tối thắng, căn lành chẳng thể hư, căn lành không thể hơn, căn lành chẳng nghĩ bàn, căn lành vô tận, căn lành sức tự tại, căn lành quay đức lớn, căn lành đồng một tánh với tất cả Phật. Lúc Bồ Tát này tu các công hạnh, ở trong Phật Pháp được sự hiểu tối thắng, nơi Phật Bồ Đề được sự hiểu quảng đại, chưa từng thôi nghĩ nơi nguyện Bồ Tát, tận tất cả kiếp lòng không mệt mỏi, với tất cả khổ chẳng sanh nhàm liệt, chỗ tất cả chúng ma không bị dao động, được tất cả Phật hộ niệm, làm đầy đủ tất cả khổ hạnh của Bồ Tát, xin tu Bồ Tát hạnh không lười trễ, nơi đại thừa nguyện luôn chẳng thối chuyển. Bồ Tát này an trụ nơi năng đắc hạnh rồi, ở trong mỗi niệm có thể chuyển vô số kiếp sanh tử mà chẳng bỏ đại nguyện của Bồ Tát. Nếu có chúng sanh nào tôn kính cúng dường, dẫn đến thấy nghe Bồ Tát này đều được chẳng thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát này dầu biết chúng sanh chẳng phải có, nhưng chẳng bỏ tất cả chúng sanh giới. Ví như thuyền trưởng chẳng dừng bờ này, chẳng đậu bờ kia, chẳng dừng giữa dòng, mà có thể đưa chúng từ bờ này qua đến bờ kia, vì qua lại không thôi nghĩ vậy. Bồ Tát này cũng như thế, chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn, cũng chẳng trụ giữa dòng sanh tử, mà có thể độ chúng sanh từ bờ sanh tử này, đặt họ trên bờ niết bàn kia, nơi an ổn vô quý, không ưu não. Bồ Tát này chẳng chấp trước chúng sanh, chẳng bỏ một chúng sanh mà đến với số đông, chẳng bỏ số đông mà đến với một, chẳng tăng chẳng giảm đối với chúng sanh giới, cũng chẳng sanh chẳng diệt, chẳng tận chẳng trưởng, chẳng phân biệt chẳng riêng khác đối với chúng sanh giới. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát này thâm nhập chúng sanh giới như pháp giới, chúng sanh giới pháp giới không có hai, trong pháp không hai, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không hữu không vô, không lấy không tựa, cũng không chấp trước nơi không hai. Vì Bồ Tát rõ biết tất cả pháp, pháp giới vô nhị vậy. Bồ Tát này dùng thiện phương tiện như vậy nhập thâm pháp giới, trụ nơi vô tướng, dùng tướng thanh tịnh trang nghiêm thân mình, rõ pháp vô tánh mà có thể phân biệt tất cả pháp tướng, chẳng chấp lấy chúng sanh mà có thể biết rõ số chúng sanh, chẳng chấp trước thế giới mà có thể hiện thân khắp Phật sắc, chẳng phân biệt pháp mà khéo vào Phật pháp, thâm đạt nghĩa lý mà diễn rộng ngôn giáo, rõ chân tế liên dục của tất cả pháp mà chẳng dứt đạo Bồ Tát, chẳng thối Bồ Tát hạnh, thường xuyên tu tập hạnh vô tận, tự tại vào nơi thanh tịnh pháp giới. Ví như cọ gỗ để lấy lửa, lửa cháy vô lượng mà lửa chẳng tắt. Cũng thế, việc Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không cùng tầng, mà ở thế gian thường trụ chẳng diệt, chẳng phải rốt ráo, chẳng phải không rốt ráo, chẳng phải lấy, chẳng phải không lấy, chẳng phải sở y, chẳng phải không sở y, chẳng phải thế pháp, chẳng phải Phật pháp, chẳng phải phàm, chẳng phải thánh. Bồ Tát này thành tựu tâm năng đắc như vậy. Lúc tu tập hạnh Bồ Tát, chẳng nói pháp dị thừa, chẳng nói Phật pháp, chẳng nói thế gian, chẳng nói pháp thế gian, chẳng nói chúng sanh, chẳng nói không chúng sanh, chẳng nói cấu, chẳng nói tình. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát này biết tất cả pháp không nhiễm không thủ, chẳng chuyển chẳng thối. Bồ Tát này lúc ở trong pháp tịch diệt thậm thâm tối thắng di diệu như vậy mà tu hành, cũng chẳng có quan niệm tôi hiện tu, đã tu hay sẽ tu những hành đó, chẳng chấp trước quẩn xứ giới, nội thế gian, ngoài thế gian, nội ngoại thế gian, cũng chẳng chấp trước những đại nguyện, những ba la mật và tất cả pháp của mình. Tại sao vậy? Vì trong pháp giới không có pháp gọi là hướng thanh văn thượng, hướng độc giác thượng, hướng Bồ Tát thượng, hướng vô thượng Bồ Đề, không có pháp gọi là hướng phàm phu giới, hướng nhiễm, hướng tịnh, hướng sanh tử, hướng niết bàn. Vì các pháp vốn vô nhị, vô bất nhị vậy. Ví như hư không, trong thập phương ba thời
tìm vốn không được, nhưng chẳng phải là không có hư không. Cũng thế, Bồ Tát quán tất cả pháp đều bất khả đắc, nhưng chẳng phải là không tất cả pháp, đúng thật không khác, chẳng mất chỗ lạc, khắp hiện tu hành hạnh Bồ Tát, chẳng bỏ đại nguyện điều phục chúng sanh, chuyển chánh pháp luân, chẳng hoại nhân quả, cũng chẳng trái nơi diệu pháp bình đẳng. Khắp đồng với tam thế Như Lai, chẳng dứt Phật chủng, chẳng hư thiệt tướng, thâm nhập nơi pháp, biện tài vô tận, nghe pháp chẳng chấp, đến đáy sâu của pháp, khéo khai diễn, không lòng sợ, chẳng rời Phật trụ, chẳng trái thế pháp, hiện khắp thế gian mà chẳng nhiễm trước thế gian. Bồ Tát này thành tựu tâm trí huệ năng đắc như vậy, tu tập các hạnh nơi ba ác đạo, cứu vớt chúng sanh giáo hóa điều phục, đặt họ vào trong đạo của tam thế Phật, không để lay động. Bồ Tát này lại nghĩ rằng chúng sanh thế gian chẳng biết ân báo, lại thù oán nhau, tà kiến chấp trước mê lầm, điên đảo ngu si vô trí, không có tính tâm, theo bọn ác sanh niệm ác, tham ái vô minh, các thứ phiền não đều đầy dẫy. Chính nơi đây là chỗ tôi tu Bồ Tát hạnh. Giả sử đầy cả thế gian này đều là người biết ân nghĩa, thông minh, trí huệ và thiền tri thức, thời tôi không thực hành Bồ Tát hạnh trong đó. Tại sao vậy? Vì đối với chúng sanh, tôi trọn không mong cầu gì cả. Tôi tu Bồ Tát hạnh tận vì lai kiếp, chưa từng có một niệm gì kỹ. Tôi chỉ muốn độ thoát chúng sanh, khiến họ thanh tịnh được giải thoát vĩnh viễn. Vì tôi là nhà diệu giác sáng suốt của chúng sanh, thời theo phép phải không chấp lấy, không mong cầu. Chỉ vì chúng sanh mà tu đạo Bồ Tát, khiến họ được đến nơi bờ an ổn kia và thành vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát năng đắc hạnh thứ 8. Những gì là Bồ Tát thiện pháp hạnh? Bồ Tát này vì tất cả thế gian, trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, càn thác bà vân vân, mà làm ao pháp thanh lương, nhiếp trì chánh pháp, chẳng dứt Phật chủng. Vì được thanh tịnh quang minh Đà La Ni nên thuyết pháp thọ ký biện tài vô tận. Vì được cụ túc nghĩa Đà La Ni nên nghĩa biện vô tận. Vì được giác ngộ thiệt pháp Đà La Ni nên pháp biện vô tận. Vì được quấn thích ngôn từ Đà La Ni nên từ biện vô tận. Vì được vô biên văn cú vô tận nghĩa vô ngại môn Đà La Ni nên vô ngại biện vô tận. Vì được Phật quán đảnh Đà La Ni nên quan hỷ biện vô tận. Vì được bất do tha ngộ Đà La Ni môn nên quang minh biện vô tận. Vì được đồng biện Đà La Ni môn nên đồng biện vô tận. Vì được chủng chủng nghĩa thân, cú thân, gian thân quấn thích Đà La Ni môn nên quấn thích biện vô tận. Vì được vô biên Đà La Ni nên vô biên biện vô tận. Bồ Tát này tâm đại bi kiên cố, giúp khắp chúng sanh nơi đại thiên thế giới, biến ra thân kim sắc mà làm Phật sự, tùy theo căn tánh và sở thích của các chúng sanh, dùng lưỡi rộng dài, trong một tiếng hiện vô lượng tiếng, đúng theo thời nghi mà thuyết pháp, làm cho chúng sanh đều hoan hỷ. Giả sử có bất khả thuyết nghiệp báo vô số chúng sanh đồng hợp chung một chỗ, hội đó rộng lớn khắp bất khả thuyết thế giới, Bồ Tát này ngồi trong chúng hội ấy, chúng sanh trong hội trường đó, mỗi mỗi đều có vô số miệng, mỗi miệng nói ra trăm ngàn ức na do tha tiếng, đồng thời nói lời lẽ đều khác nhau, câu hỏi khác nhau. Bồ Tát này liền trong một niệm đều có thể nhận hiểu và giải đáp tất cả cho họ đều hết nghi lầm. Như trong một đại hội trên đây, trong bất khả thuyết hội cũng đều như vậy cả. Lại giả sử nơi đầu một sợi lông, trong mỗi niệm xuất hiện bất khả thuyết đạo tràng chúng hội, bất khả thuyết đầu sợi lông đều như vậy, tận vì lai kiếp. Số kiếp đó có thể tận, chúng hội vô tận. Những chúng hội này trong mỗi niệm dùng ngôn từ riêng biệt, gạn hỏi riêng biệt. Bồ Tát này trong một niệm có thể nhận biết cả, không sợ, không khiếp, không nghi, không lầm, mà nghĩ rằng dầu tất cả chúng sanh đồng thời đến hỏi tôi sẽ vì họ mà thuyết pháp không dứt không cùng, khiến họ đều vui mừng trụ nơi thiện đạo, lại khiến họ khéo hiểu tất cả ngôn từ. Bồ Tát này có thể thuyết các pháp cho chúng sanh mà nơi ngữ ngôn vẫn không phân biệt. Giả sử bất khả thuyết các thứ ngôn từ đồng thời vấn nạn, Bồ Tát này trong một niệm nhận được cả, một tiếng đều đáp cả, đều khiến tỏ ngộ không sót, vì đã được nhất thiết trí quán đảnh vậy, vì được vô ngại tạng vậy, vì được nhất thiết pháp viên mãn quang minh vậy, vì đầy đủ nhất thiết trí ký vậy. Bồ Tát này an trụ thiện pháp hạnh rồi, thời có thể tự thanh tịnh, cũng có thể dùng phương tiện vô sở trước mà lợi ích khắp tất cả chúng sanh,
chẳng thấy có chúng sanh được giải thoát. Như tại đại thiên thế giới này như vậy, ở bất khả thuyết đại thiên thế giới, biến thân kim sắc, diệu âm đầy đủ, tự tại thực hành Phật sự, không bị chướng ngại. Bồ Tát này thành tựu 10 thứ thân, những là thân chẳng phải các loài vô biên pháp giới, vì diệt tất cả thế gian. Thân các loài vào vô biên pháp giới, vì sanh tất thế gian. Thân bất sanh, vì trụ pháp vô sanh bình đẳng. Thân bất diệt, vì tất cả diệt nói vô không thể được. Thân chẳng thiệt, vì được như thiệt. Thân chẳng vọng, vì tùy nghi ứng hiện. Thân chẳng dời, vì chết đây sanh kia. Thân chẳng hoại, vì pháp giới tánh không hoại. Thân một tướng, vì ba thời ngữ ngôn đã dứt. Thân vô tướng, vì khéo có thể quán sát pháp tướng. Bồ Tát này thành tựu 10 thứ thân như vậy, là nhà của tất cả chúng sanh, vì thêm lớn các thiện căn, là chỗ cứu của tất cả chúng sanh, vì khiến họ được rất an ổn, là chỗ về của tất cả chúng sanh, vì làm chỗ y tựa lớn cho họ, là nhà diệu giác của tất cả chúng sanh, vì khiến họ được vô thượng giải thoát, là thầy của tất cả chúng sanh, vì khiến họ vào pháp chân thiện, là ngọn đèn của tất cả chúng sanh, vì khiến họ thấy rõ nghiệp báo, là ánh sáng của tất cả chúng sanh, vì khiến họ soi rõ diệu pháp thầm thâm, là ngọn đuốc của tất cả tam thế, vì khiến họ hiểu ngộ thiệt pháp, là soi sáng tất cả thế gian, vì khiến họ vào trong bực quang minh, là ánh sáng của tất cả các loài, vì thể hiện Như Lai tự tại. Đây gọi là Bồ Tát thiện pháp hành thứ chi. Bồ Tát ăn trụ hạnh này làm ao pháp mát mẻ cho tất cả chúng sanh, vì có thể cùng tận nguồn tất cả Phật pháp. Những gì là Bồ Tát chân thiệt hành? Bồ Tát này thành tựu lời chắc thật đệ nhất, có thể làm đúng như lời, có thể nói đúng như làm. Bồ Tát này học chân thiện ngữ của tam thế chư Phật, nhập chủng tánh của tam thế chư Phật, đồng thiện căn với tam thế chư Phật, được lời vô nhị của tam thế chư Phật, theo Như Lai học thành tựu trí huệ. Bồ Tát này thành tựu trí biết chúng sanh thị xứ phi xứ, trí biết tam thế nghiệp báo, trí biết các căn tánh lợi đồn, trí biết các thế giới, trí biết các tri giải, trí biết tất cả đạo chỗ đến, trí biết các thiền tam muội giải thoát cấu tịnh, khởi phải thời hay phi thời, trí biết tất cả thế giới túc trụ tùy niệm, trí thiên nhãn, trí lậu tận, mà chẳng rời tất cả Bồ Tát hạnh. Tại sao vậy? Vì muốn giáo hóa tất cả chúng sanh đều khiến thanh tịnh. Bồ Tát này là sanh tâm tăng thượng như vậy. Nếu tôi chẳng làm cho tất cả chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng giải thoát, mà tôi trước thành vô thượng bồ đề, thời trái bổn nguyện của tôi. Không nên như vậy. Vì thế nên tôi phải làm cho tất cả chúng sanh trước được vô thượng bồ đề, vô dư niết bàn, rồi sau tôi sẽ thành Phật. Vì chẳng phải chúng sanh thỉnh tôi phát tâm, tôi tự vì chúng sanh mà làm bạn chẳng chờ thỉnh. Muốn khiến tất cả chúng sanh trước đầy đủ căn lành chứng nhất thiết trí. Do đây nên tôi là tối thắng, vì chẳng nhiễm trước thế gian, là tối thượng, vì trụ bực vô thượng điều ngự, là rời mù lòa, vì hiểu chúng sanh không ngặn mé. Tôi làm đã xong, vì thành tựu bổn nguyện. Tôi là Bồ Tát khéo biến hóa, vì công đức trang nghiêm. Tôi là khéo nương tựa, vì được tam thế chư Phật nhiếp thọ. Vì Bồ Tát này không rời bỏ bổn nguyện, nên được vào bực vô thượng trí huệ trang nghiêm, lợi ích chúng sanh khiến đều đầy đủ, tùy bổn nguyện đều được rốt ráo, với tất cả pháp được trí huệ tự tại, khiến tất cả chúng sanh khắp được thanh tịnh. Niệm niệm đi khắp thập phương thế giới, niệm niệm đến khắp bất khả thuyết Phật độ, niệm niệm đều thấy bất khả thuyết chư Phật và Phật độ, trang nghiêm thanh tịnh, thị hiện Như Lai tự tại thần lực khắp pháp giới hư không giới. Bồ Tát này hiện vô lượng thân vào khắp thế gian mà không sở y. Ở trong thân mình hiện tất cả cõi, tất cả chúng sanh, tất cả pháp, tất cả Phật. Bồ Tát này biết chúng sanh, các thứ tưởng niệm, các thứ ưa muốn, các thứ hiểu biết, các thứ nghiệp báo, các thứ thiện căn, tùy cơ nghi mà hiện thân để điều phục họ. Bồ Tát này quán sát như Bồ Tát như quyển, tất cả pháp như hóa, Phật xuất thế như bóng, tất cả thế gian như giấc mơ, được tạng nghĩa thân văn thân vô tận, chánh niệm tự tại, trí huệ tối thắng, quyết định rõ biết tất cả các pháp, nhập tất cả tam muội chân thật tánh, trụ nơi nhất tánh không hai. Vì chúng sanh đều chấp trước nơi hai, nên Bồ Tát này an trụ nơi đại bi, tu hành pháp tịch diệt như vậy, được Phật thập lực, nhập nhân Đà La vọng pháp giới, thành tựu Như Lai vô ngại giải thoát, hùng mãnh trong loài người, đại sư Tử Hống, được vô quý chuyển pháp luân vô ngại thanh tịnh, được trí huệ giải thoát, rõ biết tất cả cảnh giới thế gian,
tuyệt diệt dòng sinh tử vào biển lớn trí huệ, vì tất cả chúng sanh mà hộ trì chánh pháp của Tam Thế Phật, đến tột đã hết nguồn thiệt tướng của biển lớn tất cả Phật pháp. Bồ Tát trụ nơi chân thiệt hạnh này rồi, tất cả thế gian, trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, càn thác bà, atula, vân vân, có ai gần gũi thời đều làm cho được tỏ ngộ, hoan hỷ, thanh tịnh. Đây gọi là Bồ Tát chân thiệt hạnh thứ 10. Lúc bấy giờ, do thần lực của Đức Phật, mười phương đều có Phật sát với trần số thế giới chấn động sáu cách. Khắp nơi, trời rưới thiên hoa, thiên hương, thiên tràng hoa, thiên y, thiên bửu, thiên trang nghiêm cụ, tấu thiên nhạc, phóng thiên quang minh, diễn thông thần biến, thập phương thế giới đều như vậy cả. Lại do thần lực của Đức Phật, mười phương đều quá ngoài mười vạn Phật sát với trần số thế giới, có mười vạn Phật sát với trần số Bồ Tát câu hội, đồng nói với công đức Lâm Bồ Tát rằng: lành thay Phật tử, ngài khéo diễn nói các hạnh Bồ Tát, chúng tôi đồng hiệu công đức Lâm cả. Thế giới của chúng tôi ở đồng hiệu công đức chẳng. Chư Như Lai ở cõi chúng tôi đồng hiệu phổ công đức, cũng nói pháp này. Chúng hội quyến thuộc, ngôn từ, nghĩa lý cũng đều như nơi đây, không có tăng giảm. Thưa Phật tử, thưa quay lực của Phật, chúng tôi đến đây để chứng minh cho ngài công đức Lâm Bồ Tát. Thưa thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương tất cả chúng hội cùng tận pháp giới, vì muốn Phật chủng chẳng dứt, vì muốn chủng tánh Bồ Tát thanh tịnh, vì muốn nguyện chủng tánh chẳng thối chuyển, vì muốn hành chủng tánh thường tương tục, vì muốn tam thế chủng tánh đều bình đẳng, vì muốn nhiếp tam thế tất cả Phật chủng, vì muốn khai diễn những thiện căn của mình dung trọng, vì muốn quán sát tất cả căn tánh, vì muốn hiểu phiền não tập khí tâm hành chỗ lạc, vì muốn soi rõ Phật Bồ Đề, nên nói kệ rằng: nhất tâm kính lễ đấng thập lực, ly cấu thanh tịnh thấy vô ngại, cảnh giới sâu xa không ngang sánh, trụ như có trong đường hư không. Quá khứ đấng tối thắng trong người, công đức vô lượng không sợ trước, dũng mãnh đệ nhất không sánh bằng, bậc ly trần kia hành đạo này, hiện tại thập phương các quốc độ, hay khéo khai diễn đệ nhất nghĩa, lìa những lỗi ác rất thanh tịnh, bậc vô y kia làm đạo này, vị lai bao nhiêu đấng nhân sư, du hành cùng khắp trong pháp giới, đã phát tâm đại bi của Phật, bậc nhiêu ít kia hành đạo này, tam thế tất cả đấng vô tỷ, tự nhiên trừ diệt ngu si tối, nơi tất cả pháp đều bình đẳng, bậc đại lực kia hành đạo này, thấy khắp vô lượng vô biên cõi, tất cả các cõi và các loài, thấy rồi nơi tâm không phân biệt, bậc vô động kia hành đạo này, tất cả pháp giới đều sáng tỏ, nơi đệ nhất nghĩa rất thanh tịnh, trọn khóa sơn mạng và ngu si. Bậc công đức kia hành đạo này, nơi các chúng sanh khéo phân biệt, đều vào tánh pháp giới chân thiệt, tự nhiên giác ngộ chẳng do người. Bậc đẳng không kia hành đạo này, khắp hư không bao nhiêu quốc độ, đều đến thuyết pháp rộng khai dụ, lời nói thanh tịnh không bị hoài. Bậc Thắng Mâu Ni hành đạo này, trọn vẹn bền chắc không thối chuyển, thành tựu tôn trọng pháp tối thắng, nguyện lực vô tận đến bờ kia. Bậc Thiện Tu kia hành đạo này, vô lượng vô biên tất cả bậc, cảnh giới quảng đại rất sâu diệu, đều thấy biết được chẳng còn sót. Bậc Nhân Sư kia hành đạo này, tất cả cố nghĩa đều sáng rõ, bao nhiêu dị luận đều xô dẹp, nơi pháp quyết định không chỗ nghi. Bậc Đại Mâu Ni hành đạo này, xa lìa thế gian những lỗi hòa, cho khắp chúng sanh vui an ổn, hay làm vô đẳng đại đạo sư. Bậc Thắng Đức kia hành đạo này, luôn đem vô quý ban chúng sanh, khiến khắp tất cả đều vui thích, lòng họ thanh tịnh lìa nhiễm trược. Bậc Vô Đẳng kia hành đạo này, ý nghiệp thanh tịnh rất điều thiện, rời những hí luận miệng không lỗi, quay quang viên mãn chúng tôn kính. Bậc Tối Thắng kia hành đạo này, vào chân thiệt nghĩa đến bờ kia, trụ nơi công đức lòng tịch tịnh, chư Phật hộ niệm luôn chẳng quên. Bậc Diệt Hữu kia hành đạo này, xa lìa chấp ngã không não hại, luôn dùng đại âm tuyên chánh pháp, thập phương quốc độ đều cùng khắp. Bậc Tuyệt Ví Dụ hành đạo này, đàn ba la mật đã hoàn thành, trăm phước tướng hảo dùng trang nghiêm, chúng sanh nhìn thấy đều vui đẹp. Bậc Huệ Tối Thắng hành đạo này, trí địa rất sâu khó vào được, hay dùng diệu huệ khéo an trụ, tâm đó rốt ráo chẳng dao động. Bậc Kiên Cố Hành hành đạo này, tất cả pháp giới đều vào được, tùy nơi chỗ vào đều rốt ráo, thần thông tự tại gồm tất cả. Bậc Pháp Quang Minh hành đạo này, đấng vô đẳng đẳng Đại Mâu Ni, siêng tu tam muội không hai tướng, tâm thường tại định thích tịch tịnh,
Bậc Phổ Kiến kia, hành đạo này, Quốc Độ Di Tế cùng Quảng Đại, thiện nhập lẫn nhau đều sai khác, như cảnh giới kia đều biết rõ. Bậc Trí Sơn Dương hành đạo này, ý luôn sáng sạch, lìa nhơ bận, ở trong ba cõi không tham chấp, hộ trì giới hành đến bờ kia. Bậc Tịnh Tâm đây hành đạo này, trí huệ vô biên không nói được, cùng khắp pháp giới hư không giới, khéo hay tu học trụ trong đó. Bậc Kim Cang Huệ hành đạo này, cảnh giới tam thế tất cả Phật, trí huệ khéo vào đều cùng khắp, chưa từng tạm khởi lòng nhà mỏi. Bậc Tối Thắng kia hành đạo này, hay khéo phân biệt pháp thập lực, rõ biết tất cả chỗ đạo đến, thân nghiệp vô ngại được tự tại, bậc công đức thân hành đạo này. Tập phương vô lượng vô biên cõi, chỗ có tất cả các chúng sanh, tôi đều cứu hộ mà chẳng bỏ. Bậc Vô Quý kia hành đạo này, nơi những Phật pháp siêng tu học, lòng luôn tinh tấn chẳng lười mỏi, sửa trị tất cả các thế gian. Bậc Đại Long Dương hành đạo này, rõ biết chúng sanh căn chẳng động, muốn hiểu vô lượng riêng sai khác, các loài các cõi đều thấu tỏ. Bậc Phổ Nhập kia hành đạo này, thập phương thế giới vô lượng cõi, đều đến thọ sanh không số lượng, chưa từng một niệm sanh mỏi nhạt. Bậc Quan Hỷ kia hành đạo này, khắp phóng vô lượng lưới quang minh, soi sáng vô lượng các thế gian, quang minh chiếu đến vào pháp tánh. Bậc Thiện Huệ kia hành đạo này, chấn động mười phương các quốc độ, vô lượng ước số na do tha, chẳng để chúng sanh có kinh sợ. Bậc Lợi Thế kia hành đạo này, khéo hiểu tất cả các ngữ ngôn, vấn nàng đối đáp đều rốt ráo, thông triết biện huệ đều biết cả. Bậc Vô Quý kia hành đạo này, khéo biết các cõi ngửa hoặc úp, phân biệt tư duy đều rốt ráo, điều khiến trụ nơi chỗ vô tận. Bậc Thắng Huệ kia hành đạo này, công đức vô lượng na do tha, vì cầu Phật đạo đều tu tập, tất cả đều được đến bờ kia. Bậc Vô Tận Hạnh hành đạo này, vượt hơn đại luận sư thế gian, biện tài đệ nhất sư Tử Hống, khiến khắp quần sanh đến bờ kia. Đây bậc Tịnh Tâm hành đạo này, chư Phật quán đảnh pháp đệ nhất, đã được pháp này rưới trên đảnh, tâm luôn an trụ môn chánh pháp. Bậc Quảng Đại Tâm hành đạo này, tất cả chúng sanh khác vô lượng, rõ thấu tâm họ đều cùng khắp, quyết định hộ trì Phật pháp tạng. Bậc Như Tu Di hành đạo này, có thể ở trong mỗi ngữ ngôn, khắp gì thị hiện vô lượng tiếng, khiến chúng theo loại đều được hiểu. Bậc Vô Ngại Kiến hành đạo này, tất cả pháp văn tự ngữ ngôn, trí đều khéo vào chẳng phân biệt, trụ trong các cảnh giới chân thiệt. Bậc Kiến Tánh kia hành đạo này, an trụ biển pháp rất sâu lớn, khéo hai ấn định tất cả pháp, rõ môn vô tướng chân thật pháp. Bậc Thấy Thật kia hành đạo này, mỗi mỗi Phật độ đều qua đến, tận cả vô lượng vô biên kiếp, quán sát tư duy chẳng tạm dừng. Bậc Chẳng Trễ Lười hành đạo này, vô lượng vô số chư Như Lai, các thứ danh hiệu đều chẳng đồng, nơi một đầu lông đều thấy rõ. Bậc Tịnh Phước kia hành đạo này, nơi một đầu lông thấy chư Phật, số đó vô lượng bất khả thuyết, tất cả pháp giới đều cũng vậy. Chư Phật Tử kia hành đạo này, vô lượng vô biên vô số kiếp, ở trong một niệm đều thấy rõ, biết thời dài dẳng tướng bất định. Bậc Hạnh Giải Thoát hành đạo này, hay khiến người thấy không luống qua, đều nơi Phật pháp gieo nhân duyên, mà nơi sở tác lòng không chấp. Bậc Tối Thắng kia hành đạo này, na do tha kiếp thường gặp Phật, trọn chẳng một niệm sanh mỏi nhạt, tâm quan hỷ đó càng thêm lớn. Bậc Bất Không Kiến hành đạo này, tận cả vô lượng vô biên kiếp, quán sát tất cả chúng sanh giới, chưa từng thấy có một chúng sanh. Đây bậc Kiên Cố hành đạo này, tu tập vô biên tạng phước trí, khắp làm ao công đức thanh lương, lợi ích tất cả các quần sanh. Bậc Đệ Nhất kia hành đạo này, pháp giới chỗ có các phẩm loại, cùng các hư không vô số lượng, rõ kia đều nương ngôn thuyết có. Bậc Sư Tử Hống hành đạo này, có thể trong mỗi mỗi tam muội, vào khắp vô số các tam muội, đều đến pháp môn chỗ kính nhiệm. Đây bậc Luận Nguyệt hành đạo này, nhẫn lực siêng tu đến bờ kia, hay nhẫn pháp tịch diệt tối thắng, tâm đó bình đẳng chẳng dao động. Bậc Vô Biên Trí hành đạo này, nên một thế giới một chỗ ngồi, thân Phật chẳng đồng luôn yên lặng, mà tất cả chỗ đều hiện thân. Bậc Vô Biên Thân hành đạo này, vô lượng vô biên các quốc độ, điều khiến đồng vào trong một trận, khắp được bao dung không chướng ngại. Bậc Vô Biên Tư hành đạo này, thấu rõ thị xứ và phi xứ, nơi những lực xứ khắp vào được, thành tựu thượng lực của Như Lai. Bậc Đệ Nhất Lực hành đạo này,
quá khứ, vị lai và hiện tại, vô lượng vô biên các nghiệp báo, tương dung trí huệ đều rõ biết. Bậc thông đạt kia hành đạo này, rõ thấu thế gian thời phi thời, tùy nghi điều phục các chúng sanh, đều thuận căn cơ chẳng lầm lỗi. Bậc thiền liễu kia hành đạo này, khéo gìn thân ngữ và ý nghiệp, luôn khiến y pháp mà tu hành, lìa những chấp trước phục chúng ma. Bậc tri tâm kia hành đạo này, ở trong các pháp được thiền xảo, hay vào chân như chỗ bình đẳng, biện tài tuyên nói không cùng tận. Đây bậc Phật hạnh hành đạo này, môn Đà La Ni đã viên mãn, khéo hay an trụ tạng vô ngại, nơi các pháp giới đều thông đạt. Bậc thâm nhập kia hành đạo này, tam thế chỗ có tất cả Phật, tâm đều bình đẳng đồng trí huệ, một tánh một tướng không sai khác. Bậc vô ngại chủng hành đạo này, đã dạch tất cả màn ngu si, thâm nhập biển trí huệ rộng lớn, thí khắp chúng sanh mắt thanh tịnh. Bậc hữu mục kia hành đạo này, đã đủ tất cả các đạo sư, bình đẳng thần thông hạnh vô nhị, được sức tự tại của Như Lai. Đây bậc thiện tu hành đạo này, đi khắp tất cả các thế gian, khắp rứa vô biên mưa diệu pháp, đều khiến nơi nghĩa được hiểu chắc. Bậc pháp dân kia hành đạo này, được nơi Phật trí và giải thoát, tinh sâu thanh tịnh trọn chẳng thối, do tinh hay sanh gốc trí huệ. Đây bậc thiện học hành đạo này, hay nơi một niệm đều rõ biết, tất cả chúng sanh không thừa sót, rõ tâm tự tánh của chúng sanh. Bậc đạt vô tánh hành đạo này, pháp giới tất cả các quốc độ, quả vô số thân đều qua đến, thân đó tối diệu không gì sánh. Bậc vô tỷ hạnh hành đạo này, Phật sát vô biên vô lượng số, vô lượng chư Phật ngự trong đó, Bồ Tát nơi kia đều hiện tiền, gần gũi cúng dường và tôn trọng. Bồ Tát hay dùng riêng một thân nhập trong tam muội mà tịch định, khiến thấy thân mình vô hạn số, mỗi mỗi đều từ tam muội dậy, chỗ Bồ Tát trụ rất di diệu, sở hành sở tác vừa khí luận, trong tâm thanh tịnh thường vui thích, hay khiến chúng sanh đều vui mừng. Căn tánh phương tiện đều sai biệt, hay dùng trí huệ thấy rõ cả, mà rõ căn tánh không sở y. Bậc điều năng điều hành đạo này, hay dùng phương tiện khéo phân biệt, nơi tất cả pháp được tự tại, thập phương thế giới đều chẳng đồng, đều ở trong đó làm Phật sự, căn tánh di diệu hành cũng vậy. Hay vì chúng sanh trọng thuyết pháp, người được nghe ai chẳng vui mừng. Bậc đẳng hư không hành đạo này, trí nhãn thanh tịnh không ai bằng, nơi tất cả pháp đều thấy rõ, trí huệ như vậy khéo phân biệt. Đây bậc vô đẳng hành đạo này, chỗ có vô tận phước rộng lớn, tất cả tu hành khiến rốt ráo, khiến các chúng sanh đều thanh tịnh. Đây bậc vô tỷ hành đạo này, khuyên khắp tu thành pháp trợ đạo, điều khiến được trụ nơi phương tiện, độ thoát chúng sanh vô hạn số, chưa từng tạm khởi tưởng chúng sanh, tất cả cơ duyên đều quán sát, trước hộ lòng họ khiến vô tránh, khắp dạy chúng sanh chỗ an ổn. Đây bậc phương tiện hành đạo này, thành tựu trí tối thượng đệ nhất, đầy đủ vô lượng vô biên trí, ở trong tứ chúng vô sở quý. Đây bậc phương tiện hành đạo này, tất cả thế giới và các pháp đều hay vào khắp được tự tại, cũng vào trong tất cả chúng hội, độ thoát chúng sanh vô hạn số. Mười phương trong tất cả quốc độ, đánh trống pháp lớn ngộ quần sanh, làm chủ thí pháp rất vô thượng. Đây bậc bất diệt hành đạo này, một thân kiết già ngồi ngay thẳng, đầy khắp mười phương vô lượng cõi, mà khiến thân đó không chật hẹp. Đây bậc pháp thân hành đạo này, có thể trong một nghĩa một chữ diễn thuyết vô lượng vô biên pháp, mà nơi ngàn mé vẫn không cùng. Bậc vô biên trí hành đạo này, giải thoát của Phật khéo tu học, được Phật trí huệ không chướng ngại, thành tựu vô quý làm thế hùng. Đây bậc phương tiện hành đạo này, rõ biết mười phương thế giới hải, cũng biết tất cả Phật sát hải, trí hải pháp hải đều rõ biết, chúng sanh được thấy đều vui thích. Hoặc hiện nhập thai và sơ sinh, hoặc hiện đạo tràng thành chánh giác, như vậy điều khiến thế gian thấy. Đây bậc vô biên hành đạo này, trong vô lượng ước số quốc độ, thị hiện thân mình nhập niết bàn, thiệt chẳng bỏ nguyện quy tịch diệt. Đây bậc hùng luận hành đạo này, một diệu thân kiên cố di mật, cùng Phật bình đẳng không sai khác, tùy các chúng sanh đều thấy khác. Bậc một thân thiệt hành đạo này, pháp giới bình đẳng không sai khác, đầy đủ vô lượng vô biên nghĩa, thích quán một tướng tâm không dở. Bậc tam thế trí hành đạo này, nơi các chúng sanh và Phật pháp, kiến lập gia trì trọn rốt ráo, những sức gia trì đồng với Phật. Bậc tối thượng trì hành đạo này, thần túc vô ngại dường như Phật, thiên nhãn vô ngại rất thanh tịnh, nhĩ căn thanh tịnh khéo lắng nghe. Bậc vô ngại ý hành đạo này, bao nhiêu thần thông đều đầy đủ,
Tùy trí huệ kia trọn thành tựu, khéo biết tất cả chẳng ai bằng. Đây bậc hiền trí hành đạo này, nơi tâm chánh định chẳng dao động, nơi trí quảng đại không biên tế, bao nhiêu cảnh giới đều thấu tỏ. Bậc nhất thiết kiến hành đạo này đã đến bờ tất cả công đức, hay theo thứ đệ độ chúng sanh. Nơi tâm rốt ráo không nhàm đủ, bậc thường tinh tấn hành đạo này, tam thế chỗ có những Phật pháp, tất cả nơi đây đều biết thấy, từ nơi Phật tánh mà sanh ra. Các Phật tử kia hành đạo này, tùy thuận ngôn từ đã thành tựu, các phái dị luận khéo khuất phục, thường hay xu hướng Phật Bồ Đề. Bậc vô biên huệ hành đạo này, phóng một quang minh chiếu vô tận, thập phương quốc độ đều cùng khắp, khiến khắp thế gian được sáng rõ. Đây bậc phá ám hành đạo này, tùy kia đáng thấy đáng cúng dường, vì hiện Như Lai thân thanh tịnh, giáo hóa chúng sanh trăm ngàn ức, trang nghiêm Phật sát cũng như vậy, vì khiến chúng sanh xuất thế gian. Tất cả diệu hành đều tu tập, hạnh này trọng lớn không ngàn mé. Thế nào mà có người biết được? Giả sử phân thân bất khả thuyết, đồng với pháp giới đồng hư không, đều đồng ca ngợi công đức kia, trăm ngàn muôn kiếp không hết được. Công đức Bồ Tát vô lượng biên, tất cả tu hành đều đầy đủ. Giả sử vô lượng vô biên Phật, trong vô lượng kiếp nói chẳng hết, huống là thế gian trời và người. Tất cả thinh văn cùng duyên giác, có thể vô lượng vô biên kiếp, ca ngợi tuyên dương rốt ráo được. Hết tập 1.